Trước mắt quý vị đây là mẫu loa NT4040, dòng loa karaoke di động công suất lớn được Nhiệt Audio thiết kế và lắp ráp. Nó được chọn lọc ra từ những linh kiện thiết bị âm thanh tốt nhất trong tầm giá. Và sản phẩm này được tích hợp bên trong với một thùng loa, trang bị cho mình với hai bass 40. Bên trên thì có trang bị hai loa trung và hai loa trép, kèm theo đó là hai micro không dây. Và rõ ràng rồi, dòng sản phẩm này sẽ được tích hợp với một bo mạch công suất lớn với nhiều chức năng. Bên cạnh đó, một phần không thể thiếu đó chính là bình ắc quy, cho chúng ta cái thời gian sử dụng ở ngoài trời, không cần đến điện quý vị nhé. Và đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà trong năm 2024 này Nhiệt Tây sẽ ra mắt và giới thiệu đến cho tất cả quý vị. Nó được chia thành 3 phân khúc giá quý vị nhé. Phân khúc rẻ nhất thì giá thành là 6 triệu, phân khúc thứ hai là 8 triệu và phân khúc cao cấp nhất là 10 triệu ha. Từ 6 triệu, 8 triệu, 10 triệu giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, giao hàng tận nhà cho quý vị rồi. Nên thành thử ra là quý vị chúng ta mua loa ở đây với một mức giá rất là tốt. Và thứ hai nữa, chúng ta sẽ được miễn phí giao hàng, không có tốn tiền gì cả ha. Thì giới thiệu bao nhiêu thì khi mình nhận hàng là bấy nhiêu nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chuyên sâu hơn về dòng sản phẩm này có gì đặc biệt ha. Rồi, quý vị lưu ý ở đây Nhiệt Tây đưa ra với 3 màu sơn. Quý vị chúng ta có thể chọn màu vàng, màu xám hoặc màu đen. Giả sử như quý vị chúng ta có tầm tiền khoảng 6 triệu, chúng ta muốn chọn màu vàng cũng được, màu xám cũng được, màu đen cũng được ha. Và 10 triệu thì cũng tương tự như thế. Thích màu nào thì Nhiệt Tây làm màu đó cho quý vị ha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi xem tìm hiểu chuyên sâu hơn về từng dòng sản phẩm. Bản ở đây là phiên bản 10 triệu. Thì so với phiên bản tầm giá ở đây á, so với 8 triệu thì nó sẽ còn cao cấp hơn nữa. Nó cao cấp hơn cũng giống như những cái các linh kiện kia thôi. Bây giờ Nhiệt Tây sẽ phân tích cho quý vị chúng ta xem. Trước tiên là NT4040 phiên bản 10 triệu này thì sẽ được tích hợp cho mình bên trong là hai bass 40, vẫn là từ 170 côn 65, nhưng mà bass sườn nhôm hàng nhập khẩu tốt hơn, công suất lớn hơn, âm thanh hay hơn quý vị nhé. Và hai loa trép ở đây thì được nâng cấp lên là trép 450, loa trung thì giống nhau. Rồi, một phần không thể thiếu đó chính là bo mạch. Thì so với thằng bo mạch bên kia, nó sẽ là công suất lớn hơn, và hiện nay công suất của dòng bo này là bo công suất lớn nhất. Thì khi quý vị chúng ta đánh thằng này vào thì nghe nó rất là giòn, rất là đã, bass rất là sâu, rất là căng quý vị nhé. Nghe nó phải nói là rất là hay, nên thành thử ra là nó xứng đáng hơn, nó mắc tiền hơn là như vậy. Rồi ở đây thì nó sẽ được trang bị các nút chỉnh giống như là bass trung chép nè, đó, của nhạc, và bass trung chép của mic cũng chỉnh được bass trung chép đầy đủ hết. Cũng có các nút chỉnh là echo, reverb, delay, reverb và reverb size, reverb time. Thì cái thằng này nó hơn cái nút chỉnh là reverb size nữa, thì nó sẽ tạo ra gọi là cái tiếng không gian phòng ha. Room size tức là không gian phòng, ví dụ như chúng ta muốn bè ở không gian như thế nào thì chúng ta chỉnh ở cái nút này rất là dễ. Ở đây nó có các chế độ như là nhạc pop nè, nhạc rock nè, nhạc cổ điển nè, chế độ bình thường nè. Đấy, thì nó sẽ đa năng hơn là như thế. Thì thành thử ra là mỗi dòng bo, mỗi sản phẩm thì nó sẽ có sự khác biệt đi rất là nhiều. Rồi, điểm khác biệt này nữa là về micro. Đây là micro phiên bản mic kim cương. Thì khi quý vị chúng ta nâng lên cái dòng mic kim cương này đó thì chất lượng âm thanh nó sẽ hay hơn, tiếng mic hay hơn này, và tay mic nhìn cũng sang trọng hơn ha, lấp lánh rất là đẹp luôn. Rồi, vấn đề chính là hát hay quý vị ha, hát hay hơn. Rồi, sau cùng thì là bình ắc quy. Thì bình này thì vẫn là bình 20A, nhưng mà nó có cái trọng lượng bên trong là nặng hơn ha. Trọng lượng bên trong này thì nó tương đương với bình 30A quý vị, tương đương với gần như là bình 30A. Thì thằng kia thì nó là bình ắc quy là 5kg, còn thằng này là bình ắc quy là 6,2kg. Thì khi đó nó nặng hơn tới 1,2kg lận, thì chúng ta sẽ nghe và dùng lâu hơn ha. Lâu hơn, giả sử như thằng kia được 3 tiếng đi, thằng này được 3 tiếng rưỡi, gần 4 tiếng. Đó, thì chúng ta sẽ kết hợp vào để dùng cho nó phù hợp với mình. Thì khi quý vị chúng ta nâng theo từng cấp bậc, tiền nào của đó mà đúng không ạ? Chúng ta nâng theo từng cấp bậc thì chúng ta sẽ nhận được cái trải nghiệm tốt hơn. Khi quý vị đã nghe thằng loa này rồi xong nghe qua loa kia thì nó sẽ nghe hay hơn tới thằng loa này ha, thằng loa phiên bản 10 triệu thì nó sẽ hay hơn hai thằng còn lại. Thì tiền nào của đó quý vị nha. Rồi, thì Nhiệt Tây vừa demo và giới thiệu xong cho quý vị chúng ta về chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con.
chiều đó anh nét cho xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giờ như màn đêm mù tối, đơn nói phải một mình gánh trên vai chưa ra đi. Ngoài 30 em chẳng còn anh nữa thế giới. Chỉ nhớ chẳng
đêm buồn em về lại một mình, ta từng ngắm trăng bên trong có một thương tôi nữa không, hay là em đã quên quên vào trăng kỷ niệm từng trăng tôi về đôi năm mươi.